Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hiện Nhân TV. Thì ngày hôm nay do là cái video mà lắp ráp Lego 12 con giáp lần trước của mình nó được nhiều bạn yêu thích quá, cho nên lần này mình tiếp tục sẽ làm một chiếc video về lắp ráp Lego tiếp tục nữa. Nhưng mà lần này sẽ không còn là lắp ráp Lego 12 con giáp nữa, mà lần này sẽ là lắp ráp Lego. Ta-da! Lần này mình sẽ lắp ráp Lego về những chiếc xe cộ này nha các bạn. Đó. Thật ra cái bộ Lego này là ngày xưa, để mình kể cho các bạn nghe, là ngày xưa mình rất thích lắp là lắp ráp Robo này kia các bạn, cho nên chị mình cũng tưởng là mình thích lắp ráp Lego, cho nên chị mình thấy vậy mua cho mình nguyên một bộ lắp ráp Lego mấy chiếc xe này luôn các bạn. Mình ráp nói chung thì mới mua thì mình cũng hứng thú đó, nhưng mà mình ráp được 2 chiếc, cái mình bỏ lên tới giờ hình như cũng được 4 năm rồi các bạn ơi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành lắp ráp cho các bạn xem nha. Ở trong đây thì có 8 hộp với các bạn, hình như mình cũng lắp ráp được 2, 3, 4 hộp gì rồi, chứ không phải là 2 hộp đâu. Nè, 8 hộp này sẽ ráp thành một chiếc xe nha các bạn. Đó, thấy không? Bây giờ mình sẽ kiếm hộp nào để mình ráp cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ mở ra, mình sẽ ráp một hộp các bạn. Để coi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp chiếc xe cảnh sát này nha. Đây, chiếc xe cảnh sát này. Chiếc xe cảnh sát này nó có thể biến thành chiếc xe. Từ một chiếc xe cảnh sát sang một chiếc xe cảnh sát các bạn. Rồi với một tờ hướng dẫn thật, lần cuối cùng mình ráp cái xe này là vào năm mình học lớp 5, giờ bây giờ mình học lớp 9. 4 năm. Đầu tiên là ráp một mảnh dài với một mảnh nhầy. Bước 1, gắn nó dài dài. Hôm nay là ngày thứ 2 mà mình ráp cái chiếc xe cảnh sát này nha các bạn. Nhưng mà mình ráp một hồi sao mà mình không biết nữa, mình ráp một hồi sao mà mình thiếu mảnh tùm lum như các bạn ơi. Chết rồi, giờ bây giờ nó chỉ có cái khung được thôi các bạn. Cho nên bây giờ mình đã quá bế tắc trong cái công cuộc này rồi, cho nên mình sẽ ráp một chiếc khác nha các bạn ơi. Và ok, lần này thì mình sẽ lắp ráp một chiếc xe tải cảnh sát nha các bạn. Không biết phải gọi gì đúng không nữa. Bên đây cũng như là có bánh xe, Lego. Dạ Lego nha các bạn. Chúng ta lại có thêm một tờ hướng dẫn. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp nha các bạn. Lần này mình sẽ kỹ lưỡng hơn trong việc lắp ráp nha các bạn. Tiến hành bước đầu tiên nha, lại một miếng già. Xong rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình cũng đã hoàn thành xong chiếc xe cảnh sát này nha các bạn. Dạ, mình cũng dư được mấy mảnh như vậy nè. Và chi cái miếng nãy cũng dư được mấy mảnh. Mình cũng ráp được chiếc xe kia rồi. Gào ghê. Thôi, nếu như đã không có duyên với cái chiếc xe cảnh sát kia thì bây giờ mình có chiếc duyên với chiếc xe tải cảnh sát này nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đó, rất là đẹp luôn, trơn tru mượt mà luôn đó. Mở ra mở vô đó. Tuyệt vời các bạn ơi. Ở ngoài đây thì người hướng dẫn còn lại là người ta cho mình một chiếc xe cảnh sát khác nữa nè các bạn. Lắp ráp thành một chiếc xe cảnh sát khác, mình thích hình chiếc xe cảnh sát nào thì mình sẽ lắp ráp theo chiếc xe đó nha các bạn. Và
ok, đây là những món Lego mà mình đã từng lắp ráp cho các bạn. Đó, các bạn có thể xem nha. Trong hộp này thì có gồm có 8 chiếc mà bây giờ mình đã ráp được 1, 2, 3, 4, 5. Là mình còn có 3 chiếc nữa thôi. Để khi nào mà mình rảnh thì mình sẽ lắp ráp tiếp cho nó xong luôn nguyên bộ nha các bạn. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like, share và subscribe. Đừng quên cái chuông thông báo để mình báo sớm nhất khi mình ra video mới đó. Còn bây giờ thì bye bye.